anh đó là anh là bí thư đoàn của xã Tân Phước đó, anh Hoài là bí thư đoàn của Phú Sơn, con thì là bí thư đoàn của Phú Hòa. Sáng lên giới thiệu mấy anh chị với các bạn thì em tự giới thiệu của bạn Linh thì em bác tình lên đọc nguyên bí thư đảng ủy phó cơ quan đơn vị nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư ủy đoàn Châu Thành hồi sinh đó là mình công tác tại giai đoạn năm mấy. Vì gì giải phóng mà bác có về ở huyện đoàn Châu Thành Tây à, trước thì công tác ở thị xã về ở Châu Thành Tây rồi sau nhập huyện Bình Đại, nhập hai huyện nè, đầu năm 2076 nhập huyện lại, nhập huyện lại thì bác ở huyện đoàn Châu Thành Trung Đông Tây rồi nhập lại đó. Mấy đứa này có biết vụ hầm Châu Thành Đông Tây không? Dạ không. Mẹ ra huyện Hàm Long bây giờ dạ, à, vậy đó. Rồi bác ở đó huyện đoàn thì cho tới năm 78 mới đi học ngoài Bắc, học ở lớp cao tập trường đoàn của Trung ương, mà hồi đó mà phải ra ngoài học á, mình học 2-3 năm trời ngoài á, xong mới về hôm này. Cái này thì làm phó bí thư thường trực, rồi sau làm bí thư, rồi sau mới qua làm văn phòng huyện ủy, rồi bác mới đi về đi tỉnh làm nghiên cứu của tỉnh ủy ở đó cũng mấy chục năm, rồi sau đó mới làm vô tỉnh ủy mới làm bí thư đảng ủy Liên Cơ rồi mới về hưu luôn. Vậy đó, quá trình nó dài như vậy. Thì bác nghỉ hưu nay là 17 năm rồi, nay là nghỉ hưu nay là 14 năm, 13, 14 năm rồi. Vậy đó. Cho nên cái thời gian công tác cho đoàn chủ yếu là những năm sau giải phóng, rồi sau thời gian đó thì chuyển công tác thôi. Nhưng mà trong cái giai đoạn ví dụ từ những năm 75 cho đến 78, 80 thì những cái giai đoạn đó là mình tập trung huy động lực lượng thanh niên rất dữ. Mình làm những công trình thủy lợi là một, thứ hai là mình làm những cái công trình thí dụ là mình cùng với bộ đội đồ này nọ mình khai quang, mình gỡ mìn gỡ đạn rồi đó, như tường đa nó làm vậy đó, rồi Quốc Sơn nó cũng làm vậy đó, đó gọi là trong thời kỳ xây dựng đó, xây dựng đó mình chi tiết lại. Mà đặc biệt là của mình nhất là cái công trình thủy lợi, mình công trình nhiều lắm. Ví dụ như công trình ở đây ở dưới này thì ở cánh đồng này thì như là cái hữu đỉnh, mấy đứa này vô nó chưa đóng cửa chết mẹ chó ra nó ra cái nó kiếm không được. À, nó hơi mình quy động rất dữ, có những công trình mà mình chịu mấy năm trời. Ví dụ như công trình hữu đỉnh, cái công trình thủy lợi hữu đỉnh là công trình lớn nhất, thanh niên huyện đoàn phải đứng chịu mưa ở đó 3-4 năm là mấy chục con kinh từ kinh của người bên này đi dài đến tới cái trạm bơm cũ bây giờ, rồi bây chắc cũng biết trạm bơm cũ giờ tiêu rồi đó. Rồi bây giờ lực sẽ ngang sẽ dọc. Rồi thứ hai là cái công trình lớn nữa là cái nghĩa trang tỉnh, mình lãnh cái nghĩa trang đó gần chết luôn, phải nói là phải quế quái luôn, anh liên đập là cũng mấy năm trời, toàn là bằng tay không đấy. Một công trình nữa là công trình của cái thủy lợi Giao Long, Giao Long Quế Sơn dài xuống năm qua, rồi cái khu công nghiệp bây giờ đó, khu công nghiệp bây giờ nó là vị hồ đó, nó cái khu công nghiệp có tới 200 mẫu rồi, mình giao cho tỉnh trong một lúc sau mình chia dân, nhưng bây giờ cũng đất nó không làm được nên cuối cùng cũng lên khu công nghiệp dài xuống dưới đường An Hóa đó. Cái đó là công trình lớn. Rồi công trình thủy lợi tượng đài ví dụ là kinh Tam Dương, bây giờ hồi xưa mình kết nghĩa với cái huyện Tam Dương của Vĩnh Phúc, khi mình làm kinh đó mình đặt kinh Tam Dương là đi ngang qua cái trước cửa ủy ban của tượng đá giờ đó. Nhưng bây giờ cái ông làm thấy rậm
đã vừa thối trồng dừa nước bây giờ nó bít rồi. Hôm rồi cái đem cái huyện cái Vĩnh Phúc nó vô câu lạc bộ hưu trí tỉnh của tỉnh Vĩnh Phúc á, nó vô đây nó đòi đi kinh Tam Dương, tao nói mày lên thấy dừa nước không phải ông đi chi mất công nữa, nhưng vẫn còn là kinh Tam Dương. Con tử mà con gặp thì nói về tự khó chứ. Nhưng cái đó là mình đào đó chứ, thanh niên đó, nhưng mình phá cái vườn cấm dưới này là cũng cả mấy chục mẫu để mà mình khai quang lập ấp ở của Thành Hưng Cường Đa. Thì nói chung là những năm đầu của giải phóng không huy động lực lượng thanh niên yêu vấn, mà huyện đoàn là người trực tiếp mình chịu cái công trình đó. Kỹ thuật thì bên kỹ lợi nó tính, nhưng mà mình không huy động chăng nát. Và những cái năm khí thế dữ lắm, nhờ vậy mình mới làm được thì thôi, chứ như bây giờ huy động nó đâu có đi đâu. Hồi đó là nghĩa vụ lao động mà, bây giờ nghĩa vụ lao động nó đâu có đi, tụi bây huy động được đâu cô à. Tao thấy tới nỗi bây giờ lại là huy động trước cửa nhà ai vệ sinh lấy dọn mà không làm được, phải huy động đoàn thể đi quét đi dọn làm cỏ cây quán rồi. Tao thấy nó không hay. Hồi xưa là vậy đó, rồi xây dựng trường học rồi, rồi mình kết nạp đoàn, phát triển đoàn, làm gây dựng khí thế ở tại công trình. Mình nhiều cái đoàn viên ưu tú phát triển đảng tại công trình, kiểu vậy. Ở Tường Đa là mình phát triển đoàn là hàng mấy chục người một lượt, làm khí thế vô phương, thành thử cái phong trào thanh niên lúc đó nó nổi vô phương. Chuyện này phải nói là hồi đó, thời đó là ông Hai Trọng, ông Tư Dung rồi mấy ông đó là nói tới thanh niên là ông phải vậy. Nên nó huy động lực lượng ghê quá. Thì nói chung thì nhà nước cũng chi phí phần ăn, thí dụ là cũng có kinh phí cơm nước gạo muối đồ cũng hỗ trợ, chứ mà mình trách theo nó đâu nổi vậy đó. Cái quá trình là công tác đoạn vậy có cái kỷ niệm là làm cho Bác Năm mà nhớ mãi tới giờ, có ấn tượng và sâu sắc nó cũng nhiều thứ lắm. Thì ở đời nó cũng có những cái buồn vui lẫn lộn thế đó, thế thôi. Nhưng mà những cái ấn tượng mình để lại cho đời đó là mình tạo ra nhiều cái phong trào tốt, tạo ra con người thanh niên ngày ấy. Con người thanh niên ngày đó nó xung phong, nó sẵn sàng. Bây giờ nhiều khi là không biết thế nào chứ hồ đó mà cái sẵn sàng vô phương. Họ anh em nó đói nhưng mà cũng ra tạo. Nhất là thí dụ thanh niên mình dần công nhau nữa mà ta nó khai phá những cái vùng giải phóng, không có lực lượng đó làm được, dần đổ công nhau thôi, tự mình làm vậy mà làm ra được miếng giường mà mảnh lụn nhớ đâu phải đơn giản. Thí dụ như Tường Đa mà nó gom lại tụi bay biết rồi, nó đi báo cáo thanh niên tiên tiến đó mà, của toàn cái đại hội thanh niên tiên tiến toàn tỉnh. Nghĩa là nó quy động nhau rồi là tụi bay biết đó là vừa tự gỡ là hàng mấy chục ngàn cái đầu đạn, lựu đạn, đầu đạn M39, mấy cỏ đạn cũ. Rồi hồi đó đâu có tiền để quỷ hoại nó bằng cách nào, mình mua muối hộp mình đào sâu mình đổ chứ là cho nó tiêu, nó phân quỷ. Mình tạo ra được những cái mảnh vườn hay những cái tử ruộng như vậy để mà làm kinh tế đời sống. Những cái lúc như vậy mình thấy là hết sức ổn rồi, không đơn giản. Mấy đứa biết là trong vùng giải phóng đó nhiều khi mà không có gì ăn phải ăn ốc ma chứ đâu có đơn giản. Rất khổ chứ không phải đơn giản đâu. Không có trái dừa mà có ăn chứ đâu còn vậy. Nhưng mà anh em ta vẫn bám trụ, vẫn làm được giữa cái khí thế của mình à, mình tạo được cái phong trào nó đi lên như vậy. Lúc cái thời đó là giờ lúc mà đào tạo cái thế hệ trẻ giờ là hiện giờ còn có người nào thì người lãnh đạo của mình không? Cái đó là cũng nhiều lắm đó chứ. Mấy đứa biết có lúc là huyện đoàn 7-8 người vô huyện ủy hết á, một lần một cái thời á 7-8 người vô cùng một lúc. Mặc dù là mình bố trí hơi đi ra mới ra, nhưng mà vì bố trí dần ra đi ra thì mới có cơ cấu lại được. Giờ nghỉ hưu với chết hết rồi còn đâu nữa không?
con số giờ cũng tứ tán hết, số còn này cũng hưu trí rồi, số cũng chết, mình cũng chết. Với cái quá trình công tác với cái niềm tin sâu sắc gì về bác Năm, có nhắn nhủ gì tới thế hệ của trẻ tụi con sau này, nhất cái buổi đầu tao nói thiệt bây giờ nó nói một cái điều về mặt lý tưởng đó. Không biết được mấy đứa thanh niên bây giờ nó nghiên cứu tập cỡ nào thì mình thấy chưa hiểu được cái chiều sâu của nó, nhưng mà trong cái phát triển thì làm sao mình cố gắng giữ được cái lý tưởng, mà có lý tưởng không có niềm tin, không có lý tưởng không có niềm tin đâu. Ví dụ bây giờ tao thấy anh cha lãnh đạo được mấy người chứ đâu anh, được mấy người làm theo lo theo đứa đó, làm theo con giờ tư tưởng mình không làm theo bây giờ cuối cùng để như vậy, về hưu rồi bây giờ còn bị gạch đứt nữa, chứ không phải đơn giản đâu tôi mới thấy đấy. Cái đó là cái tồn tại, mà cái đó là những có dựng hay không, cái chế độ này nó tồn tại hay không là mình làm nói vậy là chứ mình không làm được rồi, cũng mà khi mất cái chế độ này đi thì chế độ khác nó có, nó cũng bị những cái dưới đó, vì mình xây dựng chế độ sao là một quá trình mà, chứ đâu phải đơn giản. Ví dụ ta nói ngay xây dựng như Singapore nó được như vậy tại mình nói nó không có tham nhũng, phải vì nó phải sử dụng luật, chế độ nó là cao rồi, một cái thứ hai phải sử dụng luật, phải có luật pháp cai trị nó mới được chứ. Không có tự nhiên mà anh tự giác anh nhận thấy vậy, không phạt anh mấy ngàn đô la lấy gì anh sửa, anh dứt cái mẫu đứa phốt mà được. Nếu anh không phạt thì phạt là bắt cúi quýnh ở tại công viên, nếu anh làm dơ dáy đó, nếu anh có những cái hành vi như thế thì mình mới khiếp được, thì mình kêu gọi chung chung nó không ra, mà phải kiên quyết phải xử lý. Tiêu biểu được cái đó thì cái thế hệ thanh niên, cái thế hệ tương lai của mình sau này nó rất khổ. Mấy nhỏ nó sẽ sống bằng thực dụng, nó sống bằng thực dụng, nó bằng cái kim tiền, bằng mọi cách để làm giàu, thì nó rất khó, mất đi cái lương tâm, cái đạo đức, cái nguồn gốc cơ bản của đạo đức. Nên nói mấy đứa là một cái thời nó đã qua thì mình thấy có gì như vậy, những cái gương nó tốt như vậy, nhưng mà cuối cùng bây giờ trong thực hiện thật mình phải lưu ý như thế, giờ phải làm sao đây? Vì tôi nghe Linh nó nói về chương trình này hồi hờn mãi rằng, nhưng mà bây giờ mang tính nhân ái chưa ra được, kiểu như nó là cái gì, phải không? Chưa phải chưa liền, chưa để lại cái... Để lại đó, bây giờ để được cái gì nữa? Và ai là nói tiếp? Phải không? Tụi con hiện giờ cũng đang cố gắng. Nhưng mà tụi bay chỉ là cấp dưới thôi. Vì định hướng cấp trên thế nào? Phải không? Nói chứ không phải đơn giản đâu. Trời ơi, nó cũng nhiều dần lắm vấn đề. Về dày đều chiều sâu chánh trị của nó nhiều thứ mà nói không mà không ai mà được cái gì. Thực hiện theo cái đề án mà dữ liệu quá cái công tác đoàn á, tụi con là đi gặp gỡ những chú những bác mà xưa công tác đoàn để chia sẻ lại những cái công tác vừa qua đồ này kia đó, những với lại nhân kỷ niệm chính hai năm ngày hoạt động thì sẵn đây tụi con gặp thứ hai hỏi thăm thứ hai mấy ý như hồi xưa mình công tác có kỷ niệm nào mà vui nhất chia sẻ vậy để làm dữ liệu sau này cho mấy bạn đội viên thanh niên thôi chứ gì. Như chú Hai hồi đó là đầu tiên là mình làm công tác đoàn là bí thư chi đoàn ấp vào năm mấy chú Hai? Khoảng năm khoảng 88-90 rồi. Dạ. Ừ. Hồi đó là bí thư chi đoàn ấp ấp một rồi luôn. Ấp Phước Hậu. Phước Hậu. Đó là Phước Hậu. Dạ, đó ta ấp rồi hả? Chưa. Chưa. Ừ, chưa mà. Còn ấp
Nhưng mà đó sinh hoạt đoàn vui lắm. Tối vậy nè, đâu có điện như giờ đâu. Chỉ đốt cái đèn dầu leo lét cái chiều có chừng 6 giờ cái mình ra ngồi ngay trước cái nhà tiền ngay nghĩa trang. Chứ không phải như cái giờ có điện thoại mình điện. Mình đã cứ nói là tới cái ngày mình sinh hoạt vậy đó. Là bắt đầu là tối gom lại. Tới năm mấy rồi chú Hai mới giữ chức vụ bí thư xã đoàn nha. Là sau là khoảng chừng 2 năm bắt đầu mới về xã là lên là thay chú quận á. Cái thời mà công tác dưới thì có kỷ niệm nào mà vui chú Hai chia sẻ tụi con? Thì nói chung là về xã thì ấp như vậy, nhưng mà lúc đó là cái công tác tập hợp thanh niên mình nó dễ dữ lắm. Không phải là như bây giờ, thí dụ như có cái làm mấy kỷ niệm mấy công trình gì để mình kỷ niệm các ngày lễ á, thế mình mời mấy thanh niên rồi chỉ mời miệng rồi đi họp nữa, là cái tháng tới đó mình làm cái công trình gì để chào mừng các ngày lễ, thanh niên tập hợp lại đông đủ hết, vui lắm. Do mà cũng như điểm này điểm kia vậy, chứ không phải là có hội trường có đồ như bây giờ, cứ mượn mấy điểm nhà nào thấy xôm tụ cái gom lại đó tối không à. Nhưng mà tối là thường hay là ban ngày chỉ mình nội họp thì về họp ban chấp hành đội giả thì mấy sự việc gì mình họp ban ngày thôi, chứ là chỉ là ban đêm là nhiều. Hồi đó là xã mình có phối hợp làm mấy công trình nào lớn của huyện chứ, hình như công trình đó thì công trình nói mà cũng mấy chục á. Thì quốc lộ 60 đó mình cũng đắp, chứ phải là mình ấy đâu, quốc lộ 60 từ ưu định mà dài mà đắp An Giang. Cái kiểu mà đất bưng mà mình đâu có đào giá mà thanh niên được. Tập hợp lại đào giá mà đâu có đào đắp như ấy đâu, đắp bằng vàng. Bây giờ mình mét tối á, đắp bằng vàng, đắp chồng. Đắp bằng rút vừa mà mỗi lần đi là đi mấy ngày. Lúc mà đi đào kinh với Giao Long á, là đi mấy ngày lắm. Rồi đem ở nhà thì răng tép, rồi đứa thì nấu cơm nếp, rồi này kia họ đi làm. Cái trình lớn ở huyện rồi đó. Giao Long ở sau cái khu công nghiệp vậy, trên đó là kinh đào á, như là đi đắp cái quốc lộ 10 trước là mình đắp đúng rồi đó, là đắp chứ không phải là có cơ giới như vậy đâu. Thì trong quá trình công tác đoàn mà chú Hai có cái kỷ niệm mà mình nhớ nhất tới giờ nữa à, chia sẻ cho tụi con nhớ ấn tượng nhất lúc mà tham gia công tác đoàn. Làm gì anh đoàn nó gì đó, con mới nhớ nhớ tụi này nè. Đi xuống đào kinh dưới đầu là đĩa. Đĩa lúc anh ấy đó là năng không à. Đĩa là nó cắn nó chạy muốn tới đụng tụt. Chưa đâu gà mấy nữ á. Rồi nó chạy nó la làm rồi cứ bắt đó mà. Đi đào với trưa rồi nghỉ trưa rồi vô rồi giỡn rồi ca hát rồi giỡn rồi vui lắm. Mà nó lì đĩa mà đeo rồi mấy đứa nó chạy nó la làm nó chống cường chết đi. Như là qua cái thời gian công tác thì giờ chú Hai thấy có những gì chia sẻ cho cái hệ động viên hay sao này thì nói chung là giờ thì mình nó giải trí rồi, đúng rồi, là giờ công tác tập hợp thanh niên thì giờ nó có cái mình chơi là điện thoại rồi thông qua nó rồi tập hợp thanh niên chứ hướng dẫn cái mấy cái công trình rồi mới làm xứng lại để làm công trình, nhưng mình chờ mình có công trình lớn không, nhưng mà con cái là làm sao mà tập hợp đủ thanh niên lại bây giờ thanh niên đa số là ở địa phương đó đi làm hết rồi, mình khó tập hợp lắm, có bằng cách nào mà để mình cái làm cái mô hình gì đó tập hợp lại là mới hay, chứ giờ cứ thấy là thanh niên lại đi theo đa số đi làm cái công nghiệp đó khó tập hợp thanh niên. Hồi đó là chú Hai công tác đoàn xong rồi, nhưng chú Hai có công tác bên bên bà không? Không, lúc đó chưa. Hai ngày mới qua anh bà. Là lúc bí thư cho đoàn hết nhiệm kỳ với biển qua công an. Công an xã trước rồi, trước chỉ huy trưởng Thế Dũng á, công an. Công an xong tới 2000 rớt hội đồng dân. Chung với quản bà là lúc chú Hai không lệnh với sở thông đúng không? Rồi đến phà làm xong, đến phà xong làm cầu đợt miễu rồi mình mới xin về với đăng kiểm. Dạ. Thì có luôn sở thông không? Đó không? Ừ. Lúc này bệnh mới nghỉ. Dạ.
Nhưng con nhớ mới đây mà đúng không ta? Đúng rồi. Như 2000 nó cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Đúng rồi. Đa số bây giờ thanh niên đi làm, còn lại địa phương thì nó chưa tham gia lắm. Đa số mình thấy là hợp đồng, dạ, hợp đồng và thực tiễn không có hợp người trước. Thì cả giờ giờ có chi đi chi đoàn cũng phải đi làm. Đúng rồi. Nói chứ kinh tế vậy cũng đi làm